với hy vọng hỗ trợ những người nghèo, người lang bạt tại thành phố Hà Nội. Nhiều cá nhân đã đặt những tủ đồ trang phục từ thiện gần khu vực bệnh viện hay các con đường lớn tại Hà Nội. Với phương châm ai thừa xin ủng hộ, ai thiếu mời đến lấy, những tủ đồ trang phục từ thiện chiếm được sự hưởng ứng thân mật của cả người cho và người nhận. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, các tủ trang phục từ thiện hiện nay được phân chia đều ở khắp đô thị để người nhận và người cho chủ động, thuận tiện hơn về mặt thời gian. Cụ thể, nhiều tủ trang phục được đặt trên các tuyến phố như Bà Triệu, Thái Hà, Tây Sơn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ba Tân Triều. Tủ đồ ở 70 Thái Hà rất chắc chắn và có cấu trúc hợp lý để thuận tiện cho cả người nhận và người cho trang phục. Ảnh Trần Thùy. Nhiều tủ đồ ở khu vực Thái Hà, Bà Triệu được đầu tư khá kỹ lưỡng và bắt mắt, có ô phân chia quần nam, quần nữ, áo nữ, giấy, đồ trẻ em, giày dép, và còn có chữ tiếng Anh. Theo tò mò trong nhiều ngày, mỗi ngày tại những tủ trang phục này có hàng trăm lượt đến cho và nhận trang phục. Chị Nguyễn Hồng Liên, 45 tuổi, quê Hà Nam, làm thuê ở Hà Nội, vui tươi chia sẻ, nhiều người đến xem lắm trang phục ở những tủ đồ này. Tôi đến đây lấy vài lần rồi, lúc lấy cho mình, lúc lấy cho con. Nhiều cái trông mới và đẹp nhưng không vừa thì tôi không lấy, để lại cho những người khác. Tôi chỉ lấy những cái mình dùng được thôi. Chị Nguyễn Hồng Liên vui tươi khi chọn được trang phục thích hợp với mình. Ảnh Trần Thùy. Để có được những tủ đồ đầy trang phục, nhiều người đã bỏ thời gian để đến với các tủ đồ từ thiện. Chị Quách Thị Minh, 24 tuổi chia sẻ, theo luận điểm của tôi, việc để tủ trang phục từ thiện ở các con đường tập trung đông dân rất thiết thực. Tôi có khá nhiều trang phục còn mới nhưng lại mặc không vừa nữa, cũng không biết gửi đến đâu để làm từ thiện. Vì quyên góp lên các vùng cao cũng cần phải có các đợt tổ chức, nhà tôi lại không còn chỗ để, nên việc đặt các tủ trang phục từ thiện giúp mình chủ động được thời gian mang đến hơn. Người cho muốn cho luôn còn người nhận lại chiếm được ngay. Mọi người vui tươi ướm thử trang phục vào người tủ 420 Tây Sơn. Ảnh Trần Thùy. Liên quan tới vấn đề này, anh Thảo, người quản lý tủ trang phục thừa cho đi, thiếu nhận lại khu vực đường Bà Triệu, Thái Hà, Chùa Láng chia sẻ, những tủ đồ được đặt trên các đường phố, những người muốn cho và muốn nhận có thể tùy vào thời gian của mình mà chủ động đến để trang phục vào tủ hoặc lấy trang phục đi. Mọi việc làm đều là tự nguyện. Trên các tủ đồ cũng có ghi số lát tốt để mọi người có thể liên hệ. Phóng viên đặt vấn đề về việc nhiều khi tủ đồ đựng trang phục xảy ra tình trạng quá tải, trang phục để bị lộn xộn lan cả ra phía bên ngoài. Anh Thảo lý giải, quần áo tuy nhiều nhưng không phải cái nào cũng dùng được. Có một số trường hợp mang trang phục đã quá cũ tới không thể dùng được. Do vậy, mong mọi người cho những đồ còn có thể dùng được, giặt tinh khiết sẽ trước khi bỏ vào tủ. Một quản lý tủ đồ cho hay, người chỉ nhận đồ về dùng chứ không lấy đồ ở tủ với mục đích quản hồn doanh. Ảnh Trần Thùy. Người quản lý một số tủ đồ này cũng cho hay, tủ đồ là hiệp thương tự nguyện với phương châm ai thiếu đến lấy, ai thừa cho đi, nên mọi người cũng xem xét không lấy trang phục ở tủ đồ từ thiện để quản hồn doanh.